là lên cầu thang mình rón rén như vậy đó hả? Nói không? Mà rất cái lưng cứng ngắc nữa. Ok, được rồi. Đi hạ ở Quảng Ngãi à? Chị ở Bản Mỹ Thuận, Đắk Lắk. À, Đắk Lắk à? Dạ. Ok. Rồi quyết tâm là chữa bệnh đây, lên đây làm cho hết bệnh phải không? Thì đúng rồi thầy. Mà hôm nay từng nay thấy sao nè? Bữa nay cũng được một ít rồi. Rồi, nằm lên. Nằm giữa. Nằm giữa. Đầu quay đến đây. Nằm có ai lên ngồi. Rồi nhắc bây giờ lên. Ai lên ngồi rồi. Rồi ai cũng ngồi được. Chị là dĩ có được con gái này chị. Chị từng lên rồi. Chị nhỏ con rồi ra là. Đúng rồi, chú này chạy nhanh nhẹn ha. Sao? Chị ngồi từ từ nha, em không nghĩ chân nữa nha. Rồi xuống, đó. Nhanh nhẹn lắm rồi. Rồi làm nữa rồi phải không? Dạ. Một sống hay chết đúng không? Dạ. Giữ chân. Rồi, chị thấy sao rồi? Nè. Rồi, đây xuống. Rồi, chị nằm quay mặt vô đây. Xin thêm chút ra đây, ra đây chút xíu. Ok. Chắc sượng lắm thầy ơi. Chạy đi. Rồi. Mấy chục năm nay phải nói được to á. Tên máy bay chuộng thầy ạ. Rồi đi bạn già đi. Chạy cầu thang luôn đấy ạ. Chạy cầu thang rồi. Không bám không bị mà chạy luôn được rồi. Bước thoải mái rồi. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.